Không phải xấu. Đó, thấy cái nết thì sẽ ghê không, phải dữ dằn không? Thấy không? Nè, trai đẹp nè, gái xinh nè, thấy không? Người ta dịu dàng, người ta thùy mị kiểu đó chứ. Con bé này càng ngày càng đẹp luôn á. À, ngày hôm nay thì lúc... Hợp lý mà. Mời Trang Pháp. Đúng rồi. Em rồi, anh Thao vậy. Anh Kỳ Thị không có gì nghĩa. Lúc đầu á, thì em thấy là bạn này thấy có vẻ hát hay. Tại vì nhìn cái ánh mắt bạn có tâm hồn lắm. Lúc mà bạn hát bạn có thần thái á. Xong rồi là lúc mà phát ra cái tiếng cuối cùng thì em bỏ ngay cái ý định đấy luôn. Boca. Dạ. Nói gì đó nghe được không? Nãy giờ là em bận ngắm cái anh này. Em ngắm từ trên xuống dưới luôn á. Em để ý coi cái biểu cảm gương mặt, cái ánh mắt của anh như thế nào. Anh cười mỉm nãy giờ. Nãy giờ anh cười mỉm mà anh liếc liếc rồi. Mỗi lần mà ai mà nói tới từ hát dở một cái là bắt đầu anh vậy nè. Em để ý nãy giờ kỹ lắm luôn á. Rất là nhiều người nói anh hát dở là thái độ anh y vậy luôn. Tao nói lại coi, em hát dở. Thái độ liền. Nói giờ nói lại coi, em làm tiếng ra chứ. Em hát dở. Dở bằng ông không? Ý kiến của em nè. Không, em nghĩ chị hát cũng được đâu. Mặt chị hát kỳ quá. Bởi vì mà đọc rap á, em thấy cái khẩu hình bởi vì đọc rap á, mưa. Thấy vậy là rõ ràng. Em nghĩ là bà này hát cũng được. Bà này chắc live stream chung với là Bảo Lâm. Live stream không anh? Cảm ơn Quyền đã đến với chương trình Chào Mãi Giờ Mai ngày hôm nay. Như vậy là ở vòng thi đầu tiên, độ của Trường Giang đoán chính xác. Anh nghĩ rằng nói ngắn gọn rồi thôi thì hay hơn nha. Cô hát có cái lối hát riêng của cổ. Cô không có hát theo ca sĩ. Hồi nãy cô có nhép trật chữ là do cô quên lời, nhưng cô nhớ là cái lời kia là cô vô được, chứ gặp nhiều người mà ta quên ta lúng túng là ta đi luôn. Thì em nghĩ là cô này hát hay, cũng nhẹ nhàng, cũng đơn giản. À, nhép thì tôi nhép, khi nào hát thiệt thì tôi hát thiệt, không có gì phải đắn đo đối với cổ hết trơn. Vậy là với vị trí số 7 thì chúng ta không có nhiều sự tranh cãi lắm, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ có 30 giây để thảo luận cùng nhau chọn ra một người hát không hay. Bắt đầu. Hết giờ. Lần này tới đội của Trấn Thành lựa chọn trước. Dạ, may quá trời thương tụi em. Em biết đội bên kia chọn số mấy luôn à. Nhưng mà trời thương cho tụi em chọn trước. Là thấy hay rồi đúng không? Thì tại sao người ta để như vậy cho mình coi? Tại vì cái cách mà bạn ấy đang làm thấy bẻ miệng không? Thì ta lại đang cố tình làm cái chuyện đó. Trời, bạn cười khá anh. Bạn ấy không làm vậy nữa. Đó, bạn cười kìa. Và thấy cái tóc của anh ấy không? Cái tóc là xẻ đường này đường kia, đường ngang đường dọc, xẻ năm xẻ bảy. Em vẫn còn nhớ cái mùa của em á, là lúc mà em chọn chị Huỳnh Tú á, là cũng cái nhân vật chị hóa trang trên sân khấu á, cũng rất là bí mật, nào là đội nón rồi này các kiểu. Thì hôm nay trong đây em thấy chỉ có một bạn này là đội nón thôi, là bí hiểm nhất. Đúng thì em rồi. Nghĩ là bài này sẽ hay. Đúng rồi, sẽ hát hay. Con này nó yêu thương vô ghi á, sợ thằng này nói gì nó cũng đúng đó. Thôi măng khoa nó đúng rồi đó, mà có mấy bạn đem mất kiến em nghĩ cũng hay đó. Nói chung ai đem mất kiến đội nó là hay hết đó. Và đứng cái góc mặt nghiêng nữa thấy không? Đúng rồi đó, mà che giấu mà hồi chứ một người đầu chọc không bao giờ đội nón để giấu tóc làm cái gì hết á. Và em cũng nghĩ là bạn này theo dòng nhạc acoustic đấy. Gì vậy? Dòng nhạc gì? Dòng nhạc đấy, cây trần nói đó, nói lại cái gì? Acoustic. Cái gì? Acoustic. Câu đẻ ra em chưa nghe ai hát mà nó kinh như vậy á. Mà anh diễn nữa. Hồi nãy á, nó cất mấy chữ đầu lên. Cái mình nói trời. Sao mà hay quá. Sao kỳ vậy? sao mà cái lưỡi nó phản cái mặt nó vậy? Kỳ vậy. Trời ơi. Nó quay về thì ý, cái này mới đúng nè. Thôi bây giờ mình làm quen coi nè. Đây em giới thiệu. Lời nói đầu tiên thì em xin chào ban giám khảo với mọi người ở đây ạ. Dạ, em tên là Nguyên Anh. Thì nghề nghiệp của em hiện tại là ca sĩ phòng trà. Trời ơi. Phòng nào muốn em vậy? Là cái phòng nào mà giống như là người ta đông quá kiếm tới dẹp với anh. Phòng trà là trà dưới đó đó không em? Nội dung trà lăn lộn lên anh. Lăn lộn dưới đó đó. Em họ có một người đồng nghiệp thân thiết chúng ta đó. Ai anh Nghĩa? Lê Khánh. Trời đó, coi hèn gì chứ. Cũng lâu lắm rồi mới gặp lại em này, hồi đó là có gặp trên sân khấu. Em có gia đình chưa? Dạ hiện tại thì em đã có người yêu rồi ạ. Wow. Bây giờ nè, giúp anh chuyện được không? Em đi qua bắt tay mấy cái đứa đầu óc phức tạp giùm anh. Có gì đâu mà phải ngại ngùng, mà mình đã biết trước rồi. Anh biết từ đầu rồi. Nên anh không chọn em. Bởi vì anh muốn em ở lại. Em bắt tay những người mà tiễn em về đi.
Anh nhớ không, nhưng mà hồi nãy em nói là em vẫn muốn chọn anh hát hay đó, để cho anh có niềm tin đó. Thì đó, dạ. Trời, anh vui lắm mà anh bị về sớm, buồn quá chị buồn. Không sao, về pha trà sữa tụi em muốn là vui lại nha. À, đúng rồi đó, giờ về pha trà sữa mang lên đây liền. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay, một tràng pháo tay dành cho Nguyễn Anh. Bây giờ chúng ta cứ nghĩ rằng bài này hát không hay à? Đó đó, cá nhân em thôi. Còn em cũng giữ quan điểm là không hay. Em nghĩ không hay anh ạ. À, vào mic hơi chậm, với lại cái phần dàn sau nãy em nói là người ta là cái giọng nữ êm mà. Không, đấy là vòng trước thôi, còn vòng này tự nhiên em thấy mặt không tự tin làm sao đấy. Một phần trình diễn rất ấn tượng và rất là sôi động, hoa họa dựng cảnh rất là cuốn hút. Em chưa bao giờ thấy một cái phần trình diễn nào nó mang màu sắc đơn giản nhưng nó lại đầy sự phức tạp như vậy. Khoa nó nói gì? Tiếp theo, xin mời cô gái số 3. Cảm ơn em, cảm ơn em trai. Không gì, cái ông đi luôn. Cảm ơn em mà về vị trí. Anh Giang, anh có thấy cái bạn phụ họa giống mặt Nhân Khoa không? Thấy kiểu diễn ngơ dễ thương ha. Dễ thương ghê luôn á. Nãy lên hung mà chưa kịp hung, cái anh hỏi với ủa, nãy sao không hung luôn đi? Dạ chưa kịp hung hết giờ. Mọi người nhìn quen không? Dạ quen. Quá biết mà. Anh hài. Đúng rồi. Có rồi anh sao? Thấy cô bé này anh sao? Dạ, hát thì đó hay. Lo ngó nó không quên nhỏ này luôn nữa rồi. Để cho mấy cái người mình... à, hát hay nhưng mà lúc mà ra diễn á thì như anh Thành nói là dở à. Hay thồn anh. Tại vì sao? Cái mục đích của cậu á không phải là diễn cho mình thấy cậu hay, mà đúng diễn rồi, để lừa được mình thôi. Đúng rồi, em nghĩ vậy. Em nghĩ là bạn này là chắc là hả, về bên chương trình mà nó gà vô để lừa mình đó anh. Trinh ơi, mẹ sai quá Trinh à. Nghe con đi, để cô rầy kìa. Cô rầy rầy vậy con. Da môn bất hạnh. Sao, thấy sao? Mới ra là chỉ thấy mặt em luôn rồi. Mới ra chỉ thẳng mặt em, mặt rất đanh thép. Ý là sao? Anh hãy chọn em hát hay đi. Mặc dù em diễn rất hời hợt, em chưa bao giờ một người say rượu mà nó giả như vậy. À, có hay không anh? Hay đấy, hay đấy. Hay. Em thấy sao? Thì em cũng chọn hay hồi ban đầu mà. Như vậy là ở bạn này có tới hai ý kiến khác nhau. Một bé bên đây thì cho rằng là không hay, cái bé còn lại bên đây thì cho rằng là hay. Một lát mình sẽ biết. Và bây giờ xin mời các bạn. Không yêu ai ngoài anh đấy. Thấy không? Anh không yêu em ngoài bây đâu giờ mà. Bây giờ mới biết cái lý do mà nạn bé nó cọc là do cây trần. Làm cái gì con người ta để bây giờ người ta nói như vậy? Em ơi, có một câu hỏi mà toàn thể khán giả đang xem truyền hình muốn biết nè. Bài gì vậy? Rồi đây anh muốn hỏi ai hát bài này vậy? Chị Võ Ái Vân. Võ Ái Trâm hả? Dạ không phải. em tưởng đâu hỏi là em muốn được ở lại tới vòng cuối để em song ca với lại chị Võ Ái Trâm, nhưng mà không hay. Trời ơi. Cô còn nghe anh ở cái số. Em. Tại vì em đến tham gia chương trình chủ yếu là em lấy lại cái làn da trắng của em. Chú Hành biết vì sao không? Tại vì nụ cười tỏa nắng của anh Khoa đã lấy đi làn da trắng nõn nà của em rồi. Anh ơi, anh cái chương trình gì mà lại lúc lên Khoa ơi, anh lên Khoa ơi. Đứng chưa nè. Anh không ngờ một người răng vàng như anh mà có nụ cười tỏa nắng. Thì nắng vàng đó em. Nắng vàng. Trời ơi, hai đứa đẹp đôi quá. Công nhận chồng. Em, nhiêu tuổi? Dạ, con 17 tuổi. Đi về. Em chưa 18, chưa đủ, đi về. Bây giờ là em thích mặt Giang Khoa thiệt phải không? Dạ không, thật ra thì